38. Phẩm Đại Sư. Bấy giờ Phụ Thọ Xá Lợi Tử thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế hay soi sáng rốt ráo thanh tịnh? Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, các trời người đều nên kính lễ vâng làm. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, không nhiễm trước, các pháp thế gian chẳng thể làm ô nhiễm. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, xa lìa tất cả sự che lấp tối tăm của ba cõi, trừ sạch phiền não các kiến chấp đen tối. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là thượng thủ nhất, tối thắng nhất trong tất cả chủng loại pháp phần bồ đề. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế có thể làm yên ổn, dứt hẳn tất cả việc kinh khủng, bức bách tai họa. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế có thể cho ánh sáng thu nhiếp các hữu tình, khiến được năm nhãn. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế có thể chỉ bảy trung đạo, khiến kẻ lạc đường lìa bỏ hai bên. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế khéo hay phát sanh trí nhất thiết tướng, dứt hẳn tất cả phiền não tương tục và tập khí. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là mẹ của các đại Bồ Tát, tất cả Phật pháp mà Bồ Tát tu tập đều từ đấy sanh ra. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng sanh chẳng diệt, tự tướng không vậy. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế lìa tất cả sanh tử, chẳng thường chẳng hoại. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế có thể làm chỗ nương dựa, ban chánh pháp cho các hữu tình. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế có thể thành tựu viên mãn 10 lực Như Lai, tất cả lý luận của kẻ khác đều bị chiết phục. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế có thể chuyển bánh xe pháp vô thượng, tam chuyển thập nhị hành tướng, tam chuyển pháp luân, thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển, đạt tất cả pháp, không có gì xoay ngược lại được. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế có thể chỉ bày tự tánh không trái ngược của các pháp, hiển rõ vô tánh tự tánh không. Bạch Đức Thế Tôn, hoặc các Bồ Tát, hoặc kẻ hướng tới Bồ Tát thừa, hoặc các thanh văn, hoặc kẻ hướng tới thanh văn thừa, hoặc các độc giác, hoặc kẻ hướng tới độc giác thừa, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa đây nên trụ thế nào? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, các hữu tình này trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa đây nên như đại sư mà cúng dường lễ kính. Cúng dường lễ kính Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế nên như cúng dường lễ kính đại sư. Vì cớ sao? Này Xá Lợi Tử, vì đại sư chẳng khác Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng khác đại sư. Đại sư tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là đại sư. Này Xá Lợi Tử, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được xuất hiện. Này Xá Lợi Tử, tất cả đại Bồ Tát, độc giác A La Hán cho đến dự lưu đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được xuất hiện. Này Xá Lợi Tử, tất cả 10 thiện nghiệp đạo của thế gian đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được xuất hiện. Này Xá Lợi Tử, tất cả 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 thần thông đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được xuất hiện. Này Xá Lợi Tử, tất cả bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được xuất hiện. Này Xá Lợi Tử, tất cả nội không cho đến vô tánh tự tánh không, 4 niệm trụ cho đến 8 chi thánh đạo, như vậy cho đến 10 lực Như Lai, cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cho đến trí nhất thiết tướng đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được xuất hiện. Khi ấy trời Đế Thích nghĩ như vậy: Nay vì nhân duyên gì Xá Lợi Tử hỏi Phật việc này? Nghĩ vậy liền thưa Xá Lợi Tử: Bạch Đại Đức, nay vì nhân duyên gì mà hỏi như thế? Xá Lợi Tử bảo trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa này nhiếp trì, nên dùng phương tiện khéo léo thiện xảo đối với tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác khắp 10 phương thế giới, quá khứ, vị lai, hiện tại, từ sơ phát tâm đến khi được vô thượng chánh đẳng bồ đề chuyển bánh xe diệu pháp độ vô lượng chúng vào cõi vô dư y bát niết bàn, cho đến lúc pháp diệt, trong thời gian này có tất cả các công đức căn lành như công đức căn lành của các thanh văn độc giác bồ tát và các loại hữu tình khác, tập hợp tất cả lượng căn lành như vậy, lấy vô tướng và không sở đắc làm phương tiện hiện tiền, tùy hỷ xong ban cho các hữu tình cùng có một cách bình đẳng, hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Do nhân duyên đây nên tôi hỏi việc này. Lại nữa, Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà các đại Bồ Tát học thủ thắng hơn bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba La Mật Đa gấp vô lượng lần.
Này Kiều Thi Ca, như kẻ mù loà được trăm hoặc ngàn hoặc hơn trăm ngàn người không có tịnh nhãn làm người dẫn đường thì chẳng thể đến gần chánh đạo, huống nữa là đến được những chốn vương đô thành ấp giàu có an lạc xa xôi. Cũng như các kẻ mù loà bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự ba la mật đa, nếu không có tịnh nhãn ba la mật đa dẫn đường thì chẳng thể hướng tới những chánh đạo của Bồ Tát, huống nữa là đến được thành nhất thiết trí xa xôi. Lại nữa, Kiều Thi Ca, năm ba la mật đa bố thí phải nhờ bát nhã ba la mật đa nhiếp dẫn nên gọi là kẻ có mắt, lại nhờ bát nhã ba la mật đa nắm giữ nên năm pháp ba la mật đa đây mới có tên đến bờ kia. Khi ấy trời Đế Thích thưa cụ thọ Xá Lợi Tử, như đại đức nói, năm pháp ba la mật đa bố thí cần nhờ được bát nhã ba la mật đa nắm giữ nên mới được gọi là đến bờ kia, sao chẳng nói cần nhờ được bố thí cho đến tịnh lự ba la mật đa nắm giữ nên năm pháp ấy mới được gọi tên đến bờ kia? Như vậy do duyên nào mà chỉ khen một mình bát nhã ba la mật đa? Xá Lợi Tử nói, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói, sáu pháp ba la mật đa bố thí nắm giữ nhau mới có thể đến bờ kia được, nhưng chủ bát nhã ba la mật đa đủ đại thế lực phương tiện khéo léo thì mau được viên mãn việc tu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự ba la mật đa, chớ chẳng phải trụ năm pháp trước mà thành việc này. Cho nên bát nhã ba la mật đa đối với năm pháp trước là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng, do nhân duyên này nên chỉ khen riêng bát nhã là thủ thắng hơn năm pháp ba la mật đa kia. Bấy giờ Xá Lợi Tử thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, các đại Bồ Tát nên dẫn pháp bát nhã ba la mật đa như thế nào? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát chẳng vì dẫn phát sắc cho đến thức mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa, chẳng vì dẫn phát nhãn xứ cho đến ý xứ mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa, chẳng vì dẫn phát sắc xứ cho đến pháp xứ mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa, chẳng vì dẫn phát nhãn giới cho đến ý giới mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa, chẳng vì dẫn phát sắc giới cho đến pháp giới mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa, chẳng vì dẫn phát nhãn thức giới cho đến ý thức giới mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa, chẳng vì dẫn phát nhãn xúc cho đến ý xúc mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa, chẳng vì dẫn phát nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa, chẳng vì dẫn phát bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa, chẳng vì dẫn phát nội không cho đến vô tánh tự tánh không mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa, chẳng vì dẫn phát bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Như vậy cho đến chẳng vì dẫn phát 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa, chẳng vì dẫn phát trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa, chẳng vì dẫn phát tất cả pháp mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Khi ấy Xá Lợi Tử thưa, bạch Đức Thế Tôn, vì sao các đại Bồ Tát chẳng vì dẫn phát sắc cho đến tất cả pháp mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, vì sắc cho đến tất cả pháp không tác, không sanh, không đắc, không hoại, không tự tánh, nên các đại Bồ Tát chẳng vì dẫn phát sắc cho đến tất cả pháp mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Xá Lợi Tử lại thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, các đại Bồ Tát dẫn phát bát nhã ba la mật đa như thế hiệp với pháp nào? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát dẫn phát bát nhã ba la mật đa như thế chẳng hiệp với tất cả pháp, vì chẳng hiệp nên được gọi là bát nhã ba la mật đa. Xá Lợi Tử thưa, bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như thế chẳng hiệp với những pháp nào? Phật dạy, bát nhã ba la mật đa như thế chẳng hiệp với pháp thiện, chẳng hiệp với pháp bất thiện, chẳng hiệp với pháp thế gian, chẳng hiệp với pháp xuất thế gian, chẳng hiệp với pháp hữu lậu, chẳng hiệp với pháp vô lậu, chẳng hiệp với pháp hữu tội, chẳng hiệp với pháp vô tội, chẳng hiệp với pháp hữu vi, chẳng hiệp với pháp vô vi. Vì cớ sao? Này Xá Lợi Tử, vì bát nhã ba la mật đa như thế đối với tất cả pháp không sở đắc nên chẳng thể nói hiệp với các pháp như thế. Khi ấy trời Đế Thích thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như thế há chẳng hiệp với trí nhất thiết tướng? Phật dạy,
Này Kiều Thi Ca, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế cũng chẳng hiệp với trí nhất thiết tướng, do đây đối với kia không sở đắc vậy. Bạch Đức Thế Tôn, vì sao Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với trí nhất thiết tướng không hiệp cũng không đắc? Này Kiều Thi Ca, vì chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với trí nhất thiết tướng, như danh như tướng, như sở tác kia có hiệp có đắc. Bạch Đức Thế Tôn, vì sao Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với trí nhất thiết tướng cũng có thể nói có hiệp có đắc? Này Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với trí nhất thiết tướng, như đối với danh tướng, không nhận, không lấy, không trụ, không dứt, không chấp, không bỏ, hiệp đắc như vậy mà không hiệp đắc. Này Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế đối với tất cả pháp, cũng như đối với danh tướng, không nhận, không lấy, không trụ, không dứt, không chấp, không bỏ, hiệp đắc như vậy mà không hiệp đắc. Trời Đế Thích lại thưa Phật, Bạch Đức Thế Tôn thật là hiếm có, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế vì tất cả pháp không sanh không diệt, không tác không thành, không đắc không hoại, vì không có tự tánh nên hiện ra trước, tuy có hiệp có đắc mà không đắc không hiệp, nghĩa lý như thế chẳng thể nghĩ bàn. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa Phật, Bạch Đức Thế Tôn, nếu khi Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khởi tưởng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế hiệp cùng với các pháp, hoặc chẳng hiệp cùng các pháp, thì Đại Bồ Tát này bỏ tất cả Bát Nhã Ba La Mật Đa, xa lìa tất cả Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy, này thiện hiện, lại có nhân duyên các Đại Bồ Tát bỏ xa Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghĩa là khi Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khởi tưởng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, không sở hữu, chẳng chân thật, chẳng bền chắc, chẳng tự tại, như thế là Đại Bồ Tát này bỏ xa Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật, Bạch Đức Thế Tôn, nếu khi Đại Bồ Tát tin Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì chẳng tin pháp nào. Phật dạy, này thiện hiện, nếu khi Đại Bồ Tát tin Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì chẳng tin sắc, chẳng tin thọ tưởng hành thức, chẳng tin nhãn xứ, chẳng tin nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng tin sắc xứ, chẳng tin thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng tin nhãn giới, chẳng tin nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng tin sắc giới, chẳng tin thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng tin nhãn thức giới, chẳng tin nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng tin nhãn xúc, chẳng tin nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, chẳng tin nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, chẳng tin nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, chẳng tin bố thí ba la mật đa, chẳng tin tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự ba la mật đa, chẳng tin nội không, không của các pháp nội tại, chẳng tin ngoại không, không của các pháp ngoại tại, nội ngoại không, không của các pháp nội ngoại tại, không không, không của không, đại không, không lớn, thắng nghĩa không, không của chân lý cứu cánh, hữu vi không, không của các pháp hữu vi, vô vi không, không của các pháp vô vi, tất cánh không, không tối hậu, vô tế không, không không biên tế, tán vô tán không, không của sự phân tán, bổn tánh không, không của tự nhiên tính, tự tướng không, không của tự tướng, cộng tướng không, không của cộng tướng, nhất thiết pháp không, không của vạn hữu, bất khả đắc không, không của cái bất khả đắc, vô tánh không, không của vô thể, tự tánh không, không của tự tánh, vô tánh tự tánh không, không của vô thể, của tự tính của cái không tồn tại. Chẳng tin bốn niệm trụ, chẳng tin bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, như vậy cho đến chẳng tin mười lực Phật, chẳng tin bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng tin quả dự lưu, chẳng tin quả nhất lai bất hoàn a la hán, chẳng tin độc giác bồ đề, chẳng tin tất cả hạnh đại bồ tát, chẳng tin chư Phật vô thượng chánh đẳng bồ đề, chẳng tin trí nhất thiết, chẳng tin trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Khi ấy cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, vì sao khi Đại Bồ Tát tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin sắc, nói rộng cho đến chẳng tin trí nhất thiết tướng? Phật dạy, này thiện hiện, vì khi Đại Bồ Tát